Tôi xin phép đọc tiếp câu hỏi số 22 của anh Châu Văn Hòa. Thưa các nhà khoa học, hiện nay phát hiện hai tam giác quỷ Bermuda có nền móng dài 300 km, cao 200 m, từ nền móng đến đỉnh 100 m, nằm ở phía tây Đại Tây Dương. Thưa, kim tự tháp Bermuda này do nền văn minh nào làm ra và họ dùng phương tiện gì để xây dựng ạ? Tôi là thiền gia anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 22 của Phật gia Châu Văn Hòa và các bạn đồng tu Thiền Tông ở Cà Mau. Tam giác quỷ Bermuda có nền móng dài 300 km, cao 200 m, từ nền móng đến đỉnh là 100 m, nằm ở phía tây Đại Tây Dương. Đây là ba quả núi tự nhiên, khi gió mạnh thổi qua tạo thành lực cuốn hút của không khí. Vì vậy, khi phi cơ nào bay qua đây mà bay thấp thì bị lực cuốn hút này làm cho phi cơ bị hút xuống biển. Ở dưới biển của vùng này cũng có những quả núi chìm. Nước biển khi chảy mạnh cũng tạo thành lực hút xoáy. Vì vậy, những chiếc tàu nào di chuyển qua đây, nếu nước biển cuốn hút mạnh thì những chiếc tàu này cũng bị lực hút cuốn xoáy, hút chìm, nên người ta gọi là tam giác quỷ. Còn kim tự tháp ở Ai Cập là do con người văn minh thời đầu đồng xây dựng vào khoảng năm 1400 năm trước công nguyên. Xin mời hỏi tiếp.